Dạ kính chào quý vị, kính thưa quý vị, bây giờ tôi thấy cái đợt bão này đó là cũng là năm thìn, mà đợt bão này đó đất nước Việt Nam của mình đó cũng hao tổn dữ lắm cô bác. Nhưng mà để tôi nhớ kỹ lại đó, sao nó trùng hợp cô bác? Nó trùng hợp là cái thìn bão, mà đâu phải một cái thìn này mà năm mười năm gì là có thìn đâu. Cái năm thìn này á, là cái giáp thìn lại một cái là phải 60 mấy năm. Mà tại sao trùng hợp? Thiên tai, nạn ách của trời cho mình bị. Chứ nói sự thật cô bác, ngồi cô bác suy nghĩ coi. Thôi bây giờ tôi kể. Nhưng mà một cái năm mà bị bão rồi đó, thì nó tàn phá nước Việt Nam bao nhiêu tiền của nhà nước cô bác? Nhiều lắm à. Tổng kê lại nghe trên đài nói đó là khổng lồ chứ không phải là ít đâu. Rồi cái thiên tai này tại sao mà bị thiên tai, thì theo như cái ý nghĩ của mấy người lớn tuổi hơn tôi rồi đó, là ý nghĩ của mấy ổng là cái thiên tai mình để chưa bằng các nước. Là vì nước Việt Nam mình có nhiều người tu lắm, thì cũng có cái đức dày. Bởi vậy mặc dù vậy chứ, khi bão rồi đó, thì tổng kê số người chết đó, không có bao nhiêu đâu. Không có bằng các nước, không có nhầm gì. Nhưng mà nó hao hụt ở trong nước mình, nghĩa là nào là cây cối, nổi cái cây mà nó ngã thôi. Bây giờ tôi nói chung quy là cái cây thôi, cái cây người ôm còn ngã đó. Thì tất nhiên bây giờ trồng cái cây đó chừng bao nhiêu năm mới là được bằng một ôm cô bác. Mà nó ngã rồi mà mình đó là tu bổ lợi đó em, cũng mấy chục năm. Đó, rồi không nói tới cái là ngày nông đi, lúa thóc nó thất bại, nó ngã xịp rồi nó hư hao. Cây nhỏ nhỏ thì nó ruộng gốc nó thảy. Thì cái đó cũng là cái bị cái thiên tai. Mà cái thiên tai này theo như cô bác suy nghĩ coi, cái này là không phải ai làm được hết. Nhưng mà trời Phật khiến mà sao nó có cái trùng hợp. Tôi suy nghĩ lại cái trùng hợp, thành ra tôi kể lên cái trùng hợp này cho cô bác nghe, với anh em nghe, rồi nghĩ coi cái đó là phải là trời đất định không. Như cái bão á, mà cái bão năm 1904 này đó em, là cũng năm thìn, cũng cái giáp thìn. Rồi cô bác suy nghĩ coi phải có y vậy không? Nó 1904 có một trận bão, đó là từ ở Vũng Tàu vô Cà Mau rồi Rạch Giá, rồi đất nước mình, trong đất nước mình. Mà cô bác nghĩ coi cái đó năm đó phải năm thìn không? Tôi nói rồi, nếu ví dụ như có cái nào sơ xuất, cô bác sửa lại giùm tôi đợi ơn. Rồi theo như tôi suy nghĩ là năm đó năm thìn. Rồi tại sao mới nói cái năm á, mà năm 1964 năm đó phải năm thìn không cô bác? Cũng phải giáp thìn không cô bác? Rồi cô bác suy nghĩ coi sao mà trùng hợp vậy đó. Là cũng một đợt bão cũng trọng nó từ Huế rồi tới Quảng Ngãi, cũng đất nước Việt Nam của mình, thấy không? Thì cũng giáp thịnh đó, hai cái trùng hợp rồi cô bác. Mà một lần bão như vậy đó thì nó tàn phá đất nước Việt Nam của mình. Ông nhà nước ổng hao tài tốn của không biết bao nhiêu. Là cái đó theo như nội cái cơn bão của trời đất như vậy đó, thì để cái tiền mà tu bổ sửa chữa lại đó, nước Việt Nam mình ăn cũng mấy năm. Mấy năm mới là hết cái của đó. Thì trong mấy năm đó mình có dư ra rồi. Đó. Bởi vậy là Đức Phật có nói lo giàu nghèo, lo chẳng có gành là vậy đó. Mình lo không được, trời Phật lo cho mình chứ mình lo giàu nghèo lo không được. Đó, cái năm thìn. Rồi một cái thìn nữa nè. Rồi cô bác
tôi nói rồi cô bác đó là kiểm điểm lại coi có y như vậy không. Là một cái năm thịnh nữa là cái năm 2024 là phải giáp thìn không cô bác? Cô bác khi nghiệm đó coi có phải giáp thìn không? Cũng là giáp thìn. Nhưng mà cơn bão đó cũng nước Việt Nam mình nữa. Là chẳng hạn cái ngọn hay cái gốc gì thì cũng phải bị vô Việt Nam. Như mấy kỳ tôi kể rồi. Mà dầu không phải cái gốc phát xuất từ cái gốc thì mình cũng phải bị cái nửa chặn hay cái ngọn thì cũng phải vô nước Việt Nam. Còn 2024 này á là Quảng Ninh, là Hải Phòng, Hà Nội, cô bác suy nghĩ có không? Có y không? 2024 giáp thìn nữa. Ba cái giáp nó trùng hợp không cô bác? Mà một lần bão như vậy đó nó đồ tháng trong nước Việt Nam mình 2-3 năm. 2-3 năm là mình đó là tu sửa lại đó, cây cối này kia nọ, nhà cửa. Còn nói gì ông nhà nước thì thôi, ông tốn không biết bao nhiêu sức của kho ra, bạc tỷ hoặc gì đủ thứ hết trơn. Dân mà, trong dân mà. Đó, thành ra ba đợt bão đó cô bác thấy quá sức rồi. Ba đợt bão đó là nó có cái trùng hợp tôi mới kể lên đây, chứ nó không trùng hợp thì tôi không dám kể. Là bảo năm này năm nọ năm kia gì nó khác nhau, như tí sửu dần mẹo thìn tị ngọ mùi thân dậu khởi. 12 giáp này á thì muốn bảo chừng nào đó bảo thì tôi không dám kể. Còn cái này ngặt cái trùng hợp, cái giáp thìn mà 3-4 cái giáp như vậy nó y rang. Mà không phải cái giáp thìn mà nó dễ dàng cái giáp thìn đâu. 60 mấy năm mới có giáp lại một lần, giáp thìn một lần đó. Mà tại sao nó y rang như vậy là cái trùng hợp? Thì tất nhiên mình bị thiên tai. Mà nhờ trong nước mình đó, ông nhà nước ổng biết thương dân, thành ra chỉ là lớt lớt mà thôi. Chứ cái cơn bão gọi là số 3 này đó, cái gốc ngay Việt Nam rồi, cái tàn phá còn nhiều hơn nữa của bác. Chứ không phải vậy thôi. Ý mình đó, bảo đằng kia đã đời rồi chạy tới đằng mình đó, mà còn vậy đó. Rồi thưa cô bác, cái này là không phải giáp thìn nữa nha cô bác. Cái bão này đây đó, tôi cũng xin kể lên đi. Nhưng mà cái bão này là gọi là bão số 5, chứ không phải là giáp nữa nha, giáp thìn nữa nha cô bác. Bão số 5 này là 1997 cô bác. Đó, cái đó là bão gọi là chết nhiều đó. Kêu là gọi là bão số 5. Ông nhà nước thôi, ông tốn tiền ra không biết bao nhiêu cơn bão này. Và sanh mạng mình cũng nhiều nữa, đất nước Việt Nam. Thì cô bác nghĩ coi, cái việc đó đó là cái việc phải thiên tai không cô bác? Chứ ai muốn được. Thì cái cơn bão mà gọi là bão số 5 đó ha. Bão số 5 đó là 1997, từ Kiên Giang, Cà Mau, Vũng Tàu. Đó, bão đó là bão số 5 đó, kể như cái gốc ngay Việt Nam mình luôn. Mình chết đó đó, chưa có được bằng phân nửa của các nước mà hô một lần bão mà báo cáo lên đó. Rồi cô bác nghe coi bao nhiêu người. Còn cái cơn bão số 5 của mình là quá sức đó nha. Quá sức chết nhiều đó, mà chết chưa được phân nửa của người ta. Người ta bảo rồi, phải sụp đất này kia nọ đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà nói đi rồi nói lại là vì nước mình nghèo, là vì mình bì với người ta không có được, là vì mặc dầu người ta bão lụt là hư hao tiền của vậy chứ người ta phát triển lại nó mau. Còn mình á, có nhân tài nhiều lắm chứ không không. Nhưng mà có nhân tài không vốn làm sao làm được cô bác. Nói dụ như tôi bây giờ, tôi đi muốn làm ruộng nè, ngày nông đi. Tôi muốn làm ruộng, tiền đâu mua đâu trâu. Rồi tiền đâu mà mướn đất. Nó khó khăn như vậy đó. Là mình thấy một cái việc nhỏ, rồi mình mới bàn tới một cái việc lớn. Chứ không phải là dễ đâu cô bác. Bởi vậy nói tại sao? Trời ơi, ở trong nước, ông nhà nước cũng giàu quá. Sao ổng không là khắc phục lại cho mau lẹ.
Trời ơi, ổng còn muốn bằng người mình nữa. Ổng muốn ngày nay mà tàn phá như vậy, ngày mai có y lợi đó. Ông nhà nước mình đó, ổng muốn vậy cho dân tình nó khỏi có đồ tháng. Nhưng mà muốn không có được. Muốn cái gì thì cũng phải có một cái ngân ở trong đó là muốn mới được. Còn ngạc hay thầy mình chưa có đầy đủ được quá. Thành ra mình phải eo lưng thắt bụng của bác. Mình tự làm, mình tự tiếp nhà nước. Chứ đừng có ý là ông nhà nước, ổng là viện trợ cho tôi à. Tôi sập nhà rồi thế nào à. Thế nào cũng viện, ổng cũng viện trợ, ổng giúp đỡ. Thì ổng giúp rồi à. Con ở trong nước mà. Thằng nào nghèo thì lo. Thằng nào không chỗ ở thì cũng lo. Thấy không? Ông nhà nước lo đó. Nhưng mà lo đại đầm lớn lắm, nhưng mà không có cái ngân phí để mà giải tỏa ra những việc đó một lượt mà mau được. Thì kính thưa với cô bác, tôi xin kể lên như vậy đó. Thì cô bác nghĩa là coi coi cái thình này đó, là ba bốn cái thình này đó phải y như vậy không? Giáp thình cả tới, giáp thình tới, mà không phải thình nhỏ nha cô bác. Thình lớn à, thình 60 mấy năm đó, mấy giáp thình đó, cái thình lớn đó, cô bác suy nghiệm lại coi, là phải cái 3 năm, năm 1904 nha, giáp thình nha, rồi năm 1964 cũng là giáp thình, mà thình lớn nha cô bác, đó, thình 6 mấy đó, rồi năm 2024, đây là giáp thình đấy nữa nè, cũng thình. Đó là sao trùng hợp như vậy. Thì kính thưa cô bác, tôi xin nói lên vậy. Rồi cô bác, nếu ví dụ như mà coi coi như vậy là cái thiên tai, mà cái thiên tai về cách gì, nhờ cô bác đó là bình luận lại tôi, đặng tôi đó là cho tôi biết đó, là tôi sẽ kể tiếp thêm. Kính thưa quý vị, tôi thấy hồi tôi đây đó, tôi đây là 94 tuổi rồi. Tôi cũng sống là cũng tạm tạm được, chứ không bằng mấy ông lớn hơn nha. Không bằng mấy ông đó là sư trưởng tôi nha. Mấy ông đó 100, 100 lẻ mấy được không hả? Còn tôi mới có 94 tuổi à. Mà trong cái đời tôi thấy là tôi suy nghiệm nó như vậy đó. Thì cô bác nào có thấy tôi nói mà sơ sức gì thì cô bác gọi là chỉnh đốn lại tôi thật là mang ơn cô bác. Rồi theo như tôi suy nghĩ, hầu trong lúc là cái mấy cái thình rồi, cái bổ số 5 thôi tôi không nói, bị gì bổ số 5 nó nhỏ quá à. Người ta chết nhiều, nhưng mà nó tàn phá một vùng nhỏ vậy thôi. Còn mấy cái cơn bão này nó tàn phá nhiều nè. Tỉnh này qua tỉnh nọ tỉnh kia thì tôi mới kể. Là vì tôi thấy rồi đó. Trong cái đời tôi đó, gần triệu đây, sau lưng đây chứ không có đâu xa. Mới có 9 mấy năm mà tôi còn sống nhăn đây đó là tôi thấy. Tôi thấy là nội một cái cơn bão rồi đó. 3 năm khắc phục mới là có yên ổn lại cô bác. Là khỏi đầu tháng đó, chứ hỏi một kỳ bão rồi đó, thấy cái dùng bão đó là sơ sát dữ lắm. Là như kỳ bão dày đó ha, là mình cho nói tóm lại cái cây cối thôi. Cái cây cối mà nó nghĩa là cả ôm, người ôm không hết rồi đó, lật ngã gãy như vậy đó. Thì mình tu bổ lại cỡ mấy bao nhiêu năm của bác. Đó, thấy cái việc tàn phá của thiên tai như vậy đó. Thì nó trọng à, nó lớn à, chứ không phải nó nhỏ đâu. Thưa cô bác, tôi nói với cô bác như vậy, tôi nói có cái gì sơ sức, nhờ cô bác thông cảm cho. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có một cái chòm nhà này, thì cái gia đình này cũng có ăn. Mà một gia đình á, sinh một thằng con trai à. Rồi hai thằng này á, ở xóm mà đi học hành cũng lợi gũ đi chung. Làm gì cũng chung đậu anh em, kể như là anh em bạn thân.
Rồi cái bữa đó là đi học về, ôm cặp hai anh em đi về, cặp cổ đi về, rồi cái gặp ông thầy phỏng nằm, ông nghỉ ở cái gốc cây to, cái bóng tàn mát, ông nằm ông nghỉ, ông coi sách, ông đi mà, cái ông thầy bói này ông đi mà, ông mệt, ông lại tới cái tàn cây đó, ông gặp khoái chí quá, có cái thạch đá êm ái quá, nằm giò tréo ngoảy lên nằm đọc sách. Hai cái cậu học trò này đó đi lại tới gặp ổng, cái nói ông già ông coi cái gì vậy, cái ổng mới ngồi dậy, ổng là tao coi sách mày ơi. Rồi sách gì ông già? Ông là thì tao coi sách là cái tướng mạng, tướng số đồ này kia, tao coi sách, tao là thầy bói đi coi cho người ta. Cái hai cậu học trò này ngồi xuống, thưa thầy, thầy làm ơn thầy bói cho hai anh em tôi một quẻ cái thầy. Mà hai anh em con đi học không có tiền, ở nhà mẹ cho tiền lại trường học ăn bánh trơn rồi. Giờ nhờ ông coi cho hai cái số mạng hai anh em con coi làm sao. Là được, mấy đứa bay đi học á thì sau này có thể là bay cũng phải hơn tao thôi. Điều bây giờ bay còn nhỏ, bay chưa có biết được. Tao nên giúp bay. Thôi, để ông coi cho hai con. Cái ông lật sách ra ông coi một hơi. Ông ra thôi. Hai đứa bay á, ông nói gì cho hai đứa bay nghe. Bây giờ ở gia đình bay có ăn, bay còn đi học hành vậy chứ. Sau này đó, cha mẹ bay phải mãn thần rồi đó, thì ta thấy cái số của bay đó, hai thằng như một nha, là sách bị đi xin ăn chứ không làm gì đó. Dầu bay học có tài giỏi gì bay cũng không làm cái gì được hết trơn. Tại vì bay cái số của bay như vậy rồi, là cha mẹ còn sống á thì bay đỡ vậy đó, ăn ở không đi học đồ này kia vậy, chứ cha mẹ mà đến ngày lâm chung rồi đó là bay không có mần gì được hết, mần đâu thất đó, mần gì không được đó. Sách bị đi xin ăn á. Cái hai thằng buồn, là thầy cảm ơn thầy. Thầy coi vậy là con biết cái số mạng con vậy rồi, cũng cảm ơn thầy. Cái hai thằng về mới nói, thôi mẹ ơi, ông thầy này coi không biết chúng chật, nhưng mà thấy sách vở ông cả chồng mà ông coi mình lâu quá, lật sách lật vở ông coi mình số mạng mình như vậy. Vậy thì bây giờ cha mẹ mình còn sống thì mình bám vào của cha mẹ mình đỡ nghe. Cha mẹ mình chết mà y như trong sách ông nói đó, mình cũng có ăn. Mình sách ổng coi mình sách bị đi xin ăn thôi. Hai thằng một ngày khá lâu nó lớn lên rồi. Hai cậu này cậu nào cũng mười mấy 20 tuổi hết trơn. Cha mẹ thiệt cũng qua mãn thần hết. Hai cậu thân nhau lắm. Mới nói thôi bây giờ vậy, bây giờ cái số mạng mình mà ăn gì không được hết trơn, nhưng mà mình là cũng con nhà có ăn. Mà bây giờ mình đi xin ăn từ bữa từ ngày vậy thì người ta coi mình ghẻ với hai nữa, người ta nói ông bà mình là sao, người ta cười tới ông bà. Bây giờ hai anh em mình đi tu, bây giờ không có cái đường nào nữa hết, thôi đường đi tu, đi vô rừng nghĩa là ăn rau gác vậy là sống là tu cho nó qua cái kiếp của mình đi, rồi kiếp sau coi có khấm khá không, làm chua làm chúa gì với người ta không. Chứ bây giờ kiếp mình kiếp ăn mài đó. Cái hai thằng nói cái như một ý đi, đi vô trọng cái tu, đi trọng tu rồi cái
với hai thằng. Nó thâu bao giờ đó, tao mày tu như vậy đó, thì bây giờ mình tử kế sanh nhai. Mày ở đây đi, tao lại kia, tao đốn cây, tao cũng cắt lên cái cốc như vậy. Hai anh em mình nhớ nhau thì tới lưu thăm, còn ở thì ở riêng biệt ngồi tịnh cho nó dễ. Mấy ông này tu tịnh nha cô bác. Cái hai thằng cũng đồng ý, hai cậu này đồng ý. Một một cậu á, thì cách cậu kia chừng cỡ khoảng 5-7 triệu thước, 100 thước à, hai cái cốc. Rồi ngồi đó tịnh một thời gian, quá lâu, thú á, nó nghe hơi người, nó mới ra. Thì nó ra tới cái ông này, thì ông này không nói gì nó hết trơn. Ông này tử tế với nó, thương nó lắm, thương người mến vật, người tu mà. Người ta tỉnh rồi, người ta quán xét là cái kiếp của người ta. Cái nai đi gần gần, gần ghiếc lại cái ổng, vỗ đầu con nai, ổng vuốt đầu con nai, ổng cưng nó. Cái nó biết ổng cưng nó, nó dụi đầu nó vô trong cái mình của ổng á. Nó làm cũng như nghĩa là ổng thương nó, thì nó thương ổng, nó lại nó triều trị ổng vậy đó. Làm quen, làm quen với ổng. Mà hãy ngày nào, bữa nào mà ổng tỉnh đó, cái giờ tỉnh nó biết hết. Cái giờ tỉnh là nó lợi à, giờ tỉnh là nó, con nai này nó lợi à, nó lợi nó tỉnh với ổng hay là cái gì đó mà lợi á, thì nó dụi đầu vô mình ổng như triều mến lắm vậy đó. Ổng cưng, ổng không có nói gì hết. Bữa đó ổng mới đi lợi cái ông kia thăm, thăm bạn. Lợi ông kia thì con nai nó cũng đi lợi, nó theo ổng mà, nó đi lợi. Thì cái ông này, ổng giác cây ông ngựa, ông đập, ông đập con nai, ông đập, ông đuổi, ông làm quá. Thì ông này, ông mới nói, tôi thấy anh, con nai nó cũng là triều mến, nó cũng thương mình, nó cũng hiền hậu quá, mà sao anh đập nó vậy? Mình là người tu mà, mình làm hung sùng như vậy đó, mình không có giữ cái lực của Phật mà để tu, phải tu thì phải hiền, mà anh không chịu hiền. Anh gặp con nai, anh đập, anh đánh, anh đuổi xô, anh rượt cho nó chạy xa. Như vậy thì thấy anh làm tôi coi không được. Rồi cái ông này mới trả lời lại, không, anh không biết ý tôi đâu. Là vì cái ý anh á, như vậy đó, có một ngày nào con nai này phải mất mạng. Còn ý tôi á, thì tôi không muốn cho con nai này nó mất mạng, không muốn cho nó chết. Nói tại sao mà rượt đánh đập nó, đuổi nó, không cho nó lại gần, mà tại sao không cho nó chết? Không, tôi, cái ý của tôi suy nghĩ là khác, khác hơn anh. Là vì nếu ví dụ như anh triều mến nó thương, nó mến anh không có giết mổ nó gì đâu, thì nó gặp cái tớp thợ săn khác, nó cũng tưởng như anh vậy, thì nó lại gần thì nó phải mất mạng. Tớp thợ săn khác bắn cung tên bắn nó chết còn gì. Còn tôi gặp nó, tôi đập đánh, tôi la đuổi, không cho nó lại gần, là sau này nó khỏi mất mạng với mấy người thợ săn. Cái ông này suy nghĩ, phải rồi, anh nói như vậy thì tôi hiểu lầm. Là vì ông bà có nói, dò sông dò biển dễ dò, chớ ai lấy thước mà đo lòng người, là câu này đúng. Đúng là vì tôi dò cái lòng anh không nổi. Anh hung sùng với nó, mà sau này thợ săn có giả là người thầy tu thì nó cũng sợ à. Nó gặp mà cái sắc mặt của mình, cái đồ của mình đó, ăn mặc như vậy rồi đó, thì nó cũng không lại gần. Giá chăng sau này thợ săn á, nó muốn bắt nai, nó mặc đồ cũng như mình, thì nai chạy lên đó, gần xẻo bên nó đâm chết, nó bắt.
Như vậy là cái câu này chí lý. Vậy thì thôi tôi phục anh, tôi học theo anh một cái câu nói là đó là chí lý lắm. Thì hai anh em ấy hòa nhã nhau mà lo tu luyện. Một ngày nào ngày xa thì hai anh em mới trở về. Trở về rồi đó, cứ bằng tịnh luyện đó cô bác. Ngồi đó mà tịnh, nhưng mà luyện như người ta luyện thuốc cao đơn quần tán hồi đó. Hồi xưa mà luyện thuốc đó, cao đơn quần tán đồ thuốc đó, trường sanh bất tử đồ này kia đủ thứ. Hai ông này biết các vị thuốc gọi là thuốc nam hết trơn á. Không phải là vị tổ, nhưng mà cũng chòm chèm như vậy. Hai ông về mà cứu dân độ thế đó cô bác. Về tới xóm chòm ta mừng rỡ. Trời ông đi mấy mươi năm về, có cái tài nghệ gì không thì ông có cái tài nghệ hút thuốc, bốc thuốc. Lại mà nếu ví dụ như ông coi mạch rồi đó, thì ông biết là cảm lạnh, cảm nóng hay là biết trúng nước hay là biết cái gì gì trong thân thể mình. Coi bộ mạch mà biết. Đó, đưa tay ổng bắt mạch, ổng coi ổng biết rồi. Ổng chỉ đi kiếm thuốc là lá cây, lá cối này kia kia nọ vậy đó, sắc thang thuốc uống. Hồi xưa cái thuốc bắc ít lắm cô bác. Thuốc bắc, thuốc tây là ít lắm. Có nhưng mà ít lắm. Các nước ta xài chứ. Hồi cái thời đó, thời xưa đó, nước Việt Nam mình ít có xài. Tin là xài cây cỏ lấy làm vị thuốc. Nhưng mà hay lắm. Mấy ông thầy này là đi tầm sư học đạo rồi đó, vì hút thuốc hay lắm. Mình cũng nhờ cây cỏ này mà sống. Thì kính thưa quý vị, quý vị cho tôi bấm, cho tôi xin một like. Rồi tôi kể tiếp. Là cái việc hai ông này đó làm rồi người ta nói là cái vị tiên sinh, tiên sinh. Cái ông này là đi tu trên rừng, trên núi gì à, ổng có cái tài hút thuốc. Thành ra đó là ổng, đó mà ổng cũng không phải là hết dịch. Ổng cất am cốc lên gần đó, ổng thu đệ tử cũng nhiều cô bác. Thu đệ tử vô, ổng dạy cái cách hút thuốc, dạy cách trị người, dạy cái cách hiền từ ăn ở với người. Ổng dạy. Người ta la ổng là tiên sinh không đó. Là hai ông này bị cũng nhờ là ông thầy bói coi. Ổng mới đi tu chứ ổng không có nản chí cuộc đời mà đi tu. Chứ không phải mà ổng mà ông thầy bói không coi là ổng nghĩ vào giờ. Cái chỗ là cha mẹ có của cứ việc ăn rồi sao chắc ổng sách bị ổng đi ăn quá. Dạ kính chào quý vị. Dạ kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, tôi xin kể lên một chuyện truyền khẩu đời xưa. Là có hai anh em ông này, hai anh em chí óc là đi tu. Rồi hai anh em ở theo làng thôn xóm rồi đó. Tu hiền mà một ông á, thì nóng tính quá cỡ đi. Ông tu mà ông còn nóng tính dữ lắm. Là cái ông anh. Còn cái ông em á, thì ông diệt được cái tánh nóng của ông. Rồi cái ông anh á, ông ở ngoài thôn xóm mà tu hiền đó, ông hung bạo quá đi. Bởi vậy người xưa có câu nói nhất thì tu thị, nhị thì tiểu sơn. Vô sơn lâm không nghe tiếng ai hết. Bởi vì cái ông anh này á, ổng thì tu với ông em. Nhưng mà ai nghịch ý ổng là ổng nổ lửa lên liền à. Ổng cứ gì ổng chơi thẳng tay à, ổng không có nhường nhịn ai hết. Ông em nói nếu ví dụ như anh em suy nghĩ anh em mình tu mà lại là anh mình còn sát hại người, còn dằn không được như vậy thì mang tiếng tới mình. Mấy gũ anh à, thôi bây giờ mình ở đây tu á thì nó vọng động quá đi.
thấy nhiều người tiếng này tiếng nọ mà anh không có kềm chế được á, thì ra anh mang cái quả không thể nào được đâu. Cái gũ ông anh đi vô rừng trâu thì ông anh hầu trong lúc mà không ai làm ông nóng giận đó, thì ông hiền lắm, gũ đi đâu cũng đi trơn á. Thôi em nói như vậy cũng phải, để anh đi với em, bây giờ mình tránh người ta đi, chứ người ta làm thật ý anh là anh không chịu. Nhiều khi anh nói là giết hại người ta, thì tất nhiên mình người tu mà giết hại người ta thì mình đâu có tu gì. Đi đi vô gần cái đi lại tới gần rồi, ông em ông ra thôi bây giờ hai anh em mình cắt tóc lên đây tu, ông anh không chịu. Thôi mẹ ơi, cắt tóc đây mình mày ở mình mày đi tu đi cho nó dễ, tao muốn lánh người rồi, bây giờ tao tao lánh không gặp người nào hết tao mới chịu, tao mới dễ tu. Cái ông qua bên bìa gừng bên kia, ông ở bên kia, ông cũng cắt lên cái cốc ở nữa. Tu một thời gian, hai cái hạnh của hai anh em ông này tu đó, hai ông sa môn này tu được, ai cũng nói được hết trơn, nghe tin chứ không thấy mặt. Thì cái bữa đó đó có cái cũng ông sa môn, mà không biết ông này ổng tu thiệt hay là ổng thử cũng không biết được. Ổng đi là lại tới cái đầu rừng này á, thì cũng vô xin miếng nước uống, thì ổng em ổng mới nói, ổng nói tôi nói thiệt với ông, hai anh em tôi ở ngoài chợ ngoài thành thị tu mà không có được, muốn trốn lánh hết trơn à, vô trong rừng ở tu không có ai đặng mà cái tâm nó có cái không không có xáo động để dễ tu hiền. Mà ông anh tôi cái tánh của ổng dằn cái nóng không được, ổng còn nóng lắm mà ổng ác lắm nha, bởi vậy kêu ông thiện ông ác đó. Là lợi ông anh tôi nói chuyện với ông đó, thì ông nói cái câu nào nói là cho vừa lòng ổng, chứ nghịch ý ổng đó là ổng giết ông à. Ông anh tôi biết ý ổng như vậy, ổng tu mà ổng chưa dằn được cái tánh nóng của ổng. Dặn cái ông ấy là sa môn này đàng hoàng rồi, ông sa môn này cũng ừ ò đi, đi qua tới bìa rừng bên kia thì gặp ông anh của ổng đi, gặp ông ác đó, ông thiện bên đây thì ổng thuyết pháp cho nghe, thì ừ ò rồi. Qua lại tới cái ông ác là ông anh đó cũng vô xin miếng nước uống đặng đi, thì ông ác này ông hỏi vậy chứ ông đi đâu, là tôi người tu, tôi tu hiền, tôi đi tìm Phật. Ông ấy hỏi vậy, ông ấy hỏi Phật đâu mà tìm, ông ở đây đó là ông tu rồi Phật tìm ông à, chứ làm sao ông tìm Phật được. Cái ông xe môn này ông nói ở đây gần bụi ô uế quá, thì làm sao Phật tìm mình, giờ mình đi tìm Phật. Nói nghịch ý có bao nhiêu đó thôi, mà bị cái tấm ác của ông hả à? Ông ra cái lời nói của tôi không xứng đáng với ông hả à? Bắt đập đầu ông nói chết đi, ông xe môn này chết, mận thịt ăn luôn, ăn nữa. Thưa cô bác, ông tu một thời gian khá lâu là ông ăn được 99 người rồi, 99 cái đầu lâu như vậy đó, ông xỏ ông treo lên trên cái am của ông đó, 99 cái. Thì tất nhiên bữa đó cũng cái ông nữa, cái ông này là ông lại tới cái ông ác, ban đầu tới cái ông thiện, ông thiện cũng nói cái việc tu hiền đồ kia, thì cái ông này ông đi biểu ông tránh, ông không tránh, biểu ông thôi ông tìm rẽ đường khác đi, đi lại tới đặng á, ông anh tôi ông ăn 99 người rồi đó, mà ông lại tới đặng ông nói sơ suất một lời nói là giết ông nữa, ông rẽ đường khác, ông rẽ, ông ra không, tôi người tu rồi tôi cũng sợ chết, là vì chết kiếp này đặng mình đầu thai lại kiếp khác mình tu nữa, tôi cũng sợ. Nó thôi ông sợ ông đi
đi lại tới đàn ông ác này á, thì ông ác cũng hỏi y vậy, nó đi tìm Phật. Ông ác này ông nói là đi tìm Phật thì vô ấm ấm đây ngồi trò chuyện rồi ông đi. Rồi cái ông ác này mấy ông mới hạch cái ông sa môn này, ông nói ông đi tìm Phật vậy chứ Phật dụng cái gì, Đức Phật dụng cái gì ông nói cho tôi biết tôi cho ông đi. Thì cái ông này ông nói Phật không có dụng cái gì hết trơn, Đức Phật rồi không có ăn uống gì hết, không có dụng cái gì của trần gian hết trơn á. Thì cái ông ác này ông nói vậy không đúng, không dụng cái gì của trần gian làm gì độ trần gian được, gieo duyên với nhau mới có độ được. Ông nói như vậy là tôi chưa giữ ý. Thì ông xem hôn này ông mới nói Phật tức tâm, Phật chứng tại tâm, tâm tức Phật, lòng thành có Phật. Cái tâm mình tưởng Phật thì mình thành Phật, chứ Phật không có đòi ăn cái gì hết, là Phật rồi không có ăn cái gì của trần gian hết trơn. Cái ông ác này ông nói ông nói vậy tôi mới giữ ý. Bây giờ tôi hỏi ông một câu nữa, mà nếu ông trả lời mà không xuôi đó thì tôi giết ông à, tôi không thể trong à, ông phải người tu. Bây giờ ông thấy trên am tôi kìa, 99 cái đầu lâu đó, là trả lời không xong tôi ăn đó, tôi ăn thịt đó, mà ăn thịt ăn đó. Giờ tôi hỏi ông một câu hỏi nữa, mà nếu ông trả lời xui như câu nói này đó thì ông nên đi tìm Phật. Ông trả lời không được thì tôi mời ông cho ăn nữa đó. Ông xem hôm này ông gặp 99 cái đầu lâu. Ông ác này ông nói tôi ăn còn mình ông nữa là đủ 100 đó. Cái ông nè, ông xem hôm này ông cũng tỉnh tường bình thường, ông sợ ông tu ông đâu sẽ chết, chết đặng đầu thai kiếp khác rồi mà tu nữa mà. Ông nói ông à, tại ông không có biết, ông tu mà ông không có biết Phật dũng lòng chứ Phật dũng gì vậy, cái lòng tốt của mình đó Phật dũng, không phải ác mà không gặp Phật đâu. Ác thiện gì gặp Phật, Phật cũng cho gặp hết trơn á, nhưng mà ăn thua cái lòng của mình đó, tưởng hay không đó là mới gặp được. Ông trả lời nói nếu ông trả lời vậy là đúng rồi, tôi đồng ý với ông, Phật dụng lòng. Ông sẵn cầm cái mát là định giết ông kia đó, ông la Phật dụng lòng thôi bây giờ tôi gửi cho Phật một món quà. Ông ngổ bụng ông cái bụp, ông móc bộ đồ lòng ra hết, lấy sợi dây ông cột lại, ông nói thôi bây giờ ông đi, ông nói Phật dụng lòng thì bây giờ tôi gửi bộ đồ lòng tôi lên dâng cho Phật, tôi gửi ông nha, ông phải đi cho tới nha, tới Phật. Rồi cái ông cha môn này ông sợ quá, ông nói trời ơi mình nghĩa là pháp cho ông này nghe ông chịu ông đúng lý ông rồi mà ông bổ bụng, thôi giờ đưa mình cũng khỏi quẩy. Cái ông thọt vô cây gậy ông quẩy ông đi. Ông cây gậy này là cây gậy ông chống chứ không phải cây gậy của ông Lạc Đà nha mấy ông. nói gậy rồi mấy ông đó là nghĩ là cái ông đó là ở trong chùa mà ông Nan Đà ông gì đó có cầm cây gậy là đứng ở trước cửa chùa đó, không phải gậy đó nha. Chứ nói đâu có phía sau có lốt nha, nhà dột có nơi nha. Là cái ông ác này á, là đưa cho cái ông sa môn này ông có cây gậy ông chống đường đi đó, thôi ông sọt vô ông quẩy sau lưng đi. Ông đi thì ông hỏi thăm người ta, đây gần tới Phật chưa, người ta đây lại tới Phật á, còn 100 dặm nữa tới rồi, gần rồi, gần chịu rồi, là Đức Phật còn đang hoằng quá còn tu ở đẳng đó. Thì cái bộ độ lòng này hôi quá đi, bị đi nhiều ngày hôi quá. Cái ổng phát tâm ra ổng suy nghĩ, bởi vì cái ác nó còn
dương vấn theo cái ông Sa Môn này. Chứ ông Sa Môn này ông tu ông hành đạo là cũng chín rồi, ông mới đi tìm Phật. Bởi vì ông thuyết pháp một câu nói là Phật dụng lòng, thành ra cái ông này ông nghĩ là Phật dụng lòng, mổ lòng đưa đi. Mà bây giờ ông suy nghĩ lại, nếu mà mang bộ đồ lòng này lại tới Phật thì Phật đâu chịu chỗ dơ giấy, mà mình đem lại tới thì nó hôi quá, vậy là Phật không nhận mình làm sao. Thâu dục xong bỏ dục bộ đồ lòng xong rửa tay bỏ, đặng đi sạch sẽ lên tìm Phật. Thưa quý vị, Phật bất chấp nha, Phật không có kể cái hôi cái thúi cái gì hết trơn á, nguyện kể có cái lòng mình tin tưởng Phật thôi. Cái ông lợi tới Phật gặp Phật đàng hoàng, vô bái Phật đàng hoàng thì Phật cũng chấp nhận vậy. Ông á, ông hành ông giữ giới của Phật thì nó chín rồi. Ông đi đây á, đúng lẽ ông lên nét vàng được. Nhưng mà hồi trong lúc ông đi đó, có ai gửi gì cho ông không? Lại Phật không dám nói dối rồi cô bác à. Có chuyện gì phải nói chuyện nấy à, Đức Phật biết hết trơn rồi à. Là bạch với Như Lai, có Như Lai. Hỏi gửi cái gì? Nói ông ác này, ông tu mà ông còn ác. Mà con pháp một cái Phật dụng lòng chứ không gì, ông mổ bộ đồ lòng đưa. Rồi con đi tới gần tới Phật rồi con nghĩ bộ đồ lòng này hôi quá, con dục bỏ xong á. Thành ra nghĩa là con tới đây thì bộ đồ lòng cũng có. Đức Phật nói được rồi, nhà ngư tu vậy là chính đó. Nhưng mà cái của người ta gửi, dầu gì đi nữa nhà ngư phải nghĩ lòng người ta có lòng như vậy, nhà ngư sao không có lòng, phải đem tới tôi. Cái này nửa đường ngư dục rồi, thì bây giờ nhà ngư trở về kiếm đi, kiếm bộ đồ lòng đó có đem trở lại đây thì tu chứng cho. Cái ông Sa Môn này ông giật mình, trời ơi mình dục có đó rồi biết đâu, giờ kiếm thôi, về kiếm. Về kiếm rồi ông nhảy xuống lặn mò, ông mò ông kiếm, kiếm một đời của ông đó mà không được bộ lòng. Sau lại ông thành con kênh kênh đang mà lặn kiếm bộ đồ lòng nữa đó cô bác. Cái kiếp sau của ông đó, nhờ ông có tu, ông không có tu ông về địa ngục rồi. Nhờ ông có tu, bởi vì ông thành lại là con còng cọc. Còng cọc cô bác thấy không, nó no hay là đói gì cũng vậy, lặn tối ngày. Lên bờ ghĩa lông thì thôi, mà hãy xuống nước là lặn à. Lặn hợp dưới tối ngày. Là cái ông này ổng giữ giới Phật chính, ổng được, nghĩa là Phật chấp nhận. Nhưng mà ổng xê có một chuyện đó, một câu nói của ổng đó, với ổng làm cái hành động của ổng, một chuyện một mà ổng không được. Ổng phải trở lại một kiếp ổng, rồi một kiếp còng cọc, ổng trở lên ổng tu nữa mới được đó cô bác. Thì mình thấy cái lời nói của mình đó, nó bén hơn dao mát gì hết trơn á. Lời nói của mình nó bén mà nó đeo đuổi với mình, nghĩa là lâu dài lắm, mấy đời lắm, chứ không phải một đời mà rồi đâu. Nó như bóng dinh nữa theo hoài như vậy. Bởi vậy mình nói mà không có, nói chặt một cái đó là mình cũng như ông ác này ạ. Thưa quý vị, giờ cái câu ông ác này đó, tu ông ác này đó, ông tại sao ác mà ông được đi tới Phật? Nhưng mà sau này đó, vì cái lòng thành của ông, Phật chấp nhận ông đó. Nhưng mà làm môn đệ của Phật mà thôi, không được thành gì hết. Cũng như Tề Thiên vậy, Tề Thiên là Tu Ngộ Không đó. Người thì nói ổng thành Phật gì đâu. Ổng đúng lẽ ra ổng công trận nhiều hơn ông Tam Tạng, nhiều bằng 10 ông Tam Tạng, mà sao Tam Tạng được thành? Mà ổng không được thành Phật, ổng hầu kết cuộc rồi. Đức Phật Tổ cho ổng là đấu chiến thắng Phật vậy thôi. Phật mà Phật đấu chiến thắng Phật còn hung sùng, cái tâm còn dữ lắm, đấu chiến thắng Phật làm gì cô ba? Không được gà nhập nét bàn đó, cũng thành Phật chứ. Mà Phật đấu chiến thắng Phật, ông Phật nào ổng cũng đánh thắng hết trơn á. Bị ông ăn hết vườn đào, mà một trái đào ăn sống ngàn năm, ổng ăn hết trơn một vườn của người ta đó, là biết ổng chừng nào ổng chết. Kính thưa quý vị, tôi xin nói thép qua đó chút, chứ không phải lẻo mép qua đó làm gì.
Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tôi xin kể lên một cái chuyện là cái ông này ông chết mà nhầm cái giờ hay là cái ngày mà linh quá sức không biết. Nhiều khi á, nhầm cái giờ cái ngày khôn vong, nhầm cái giờ khôn vong, tất nhiên cái vong nó khôn dữ lắm. Thì hồi đó tôi kể lên có hai vợ chồng này nó cũng nghèo lắm. Cạnh trên nè, cạnh trên biên giới nè cô bác, giáp ranh. Thì đi câu, văn câu, đặt lời đặt lưới làm ở trên đồng à. Mà năm đó lại là ngay năm Thìn nữa chứ. Không phải năm Thìn Đại Lạc nha. Năm Thìn, nhưng mà luôn luôn lúc nào cái năm Thìn đó là nước cũng lớn hơn các năm kia thôi. Sao ngộ vậy? Ngoại trừ ra có cái năm nay năm Thìn mà nước ít đó là trái ngược lại với cả năm 70, 500 năm nay cái Thìn. Thìn nào cũng nước lớn lớn mà Thìn này không có nước. Nước ít. Hồi đó ổng cũng năm Thìn. Đi vô đồng, văn câu, văn lưới hai vợ chồng. Trời chuyển mưa, sấm chớp đi. Rồi hai vợ chồng đó là điều độ với nhau mà ở giữa đồng. Không có cái gì được hết trơn. Không có gian cây nào, không có cái gò nào mà ẩn núp được hết á. Mà ở trên đồng hồi đó đó, làm lúa mùa với gừng đó, là tất nhiên nghe là hãy trời giông rồi một cái mà mùa nước đó không? Là như cái biển của bác. Lượng sóng nào, lượng sóng nấy bằng ở ghe chài vậy đó, chứ không phải là nhỏ. Sóng dữ lắm. Có hai vợ chồng cái xuồng, điều độ với nhau mà trời giông. Rồi cái xuồng lại úp đi. Thì chồng bảo vệ cho vợ mà. Lật úp rồi đó, thì ông chồng, ông nhảy, ông là hốt con vợ ổng. Ông câu lại đằng chiếc xuồng, cho con vợ đeo chiếc xuồng. Chiếc xuồng á, mặc dầu nó chìm, nó lật úp rồi, nó nổi. Ôm cái xuồng đó chịu, thì sóng đánh hay làm gì làm, thì nó cũng không có chìm được hết trơn á. Ông chồng ổng lo điều độ người vợ, mà ổng sặc nước rồi đó. Ổng đem vợ ổng tới chiếc xuồng, mà vợ ổng đeo được chiếc xuồng là ổng sặc nước, chết chìm dưới. Người vợ thì không biết lỗi, làm sao cứu người chồng được. Thôi cũng đeo xuồng đó chịu. Sóng nó đánh mưa ầm ì, nó đưa nó trôi vô tới giặt cây được, vô tới bờ kinh được, thì con vợ sống. Còn thằng chồng thì chết rồi. Mà khi chết đó rồi, con vợ cũng bất hồn tầm xa, bất tỉnh rồi, nghĩa là không có lo thân mình, chứ không lo chồng chết ở chỗ nào, không biết chỗ nào mà nói. Tới tạnh mưa lắng, lặng êm gió, mưa hết trời rồi, nói chồng tôi chết ở chỗ đó, chỉ ngoài đồng vậy đó. Ta biết đâu kiếm, thì người ta cũng nhất gia hữu sự bá gia ưu. Ta thương lắm, xúm lại người ta tiếp, xuồng trống ra đặt ngoài đồng hết đó. Kiếm cái xác ông này nè, mà kiếm không có được. Ông trôi, ông lẫn lộn với gông đu chồn đó. Tới 3 ngày, ông mới nổi lên được. Nổi lên được rồi đó, thì cô bác thấy cái xác khỏi tìm mà có. Người vợ hằng ngày đi lại đó rồi nấu cơm ở trên bờ kinh đó đó, ăn uống mấy giái chồng. Thôi ông cho người ta đi kiếm gặp ông đi về đặng cái xác ông tôi chôn, tôi thờ phượng ông đồ này kia, vì là có nghĩa với chồng à. Thì ổng ở ngoài đồng đó đó,
tháng 10 nước đó là nó trôi, gió nó đẩy đẩy đưa trôi tấp ông lại ở dưới mé kinh đó, dưới bờ kinh đó. Người vợ là trên này bới cơm ra lắp giáp giái chồng, dòm trực lại thì thấy ông nằm dưới mé, tóc tá quạ la lên. Thì xóm chòm người ta cũng đem cái xác ông này về chôn cho cái bà này, bà thờ phượng đồ này kia cũng đàng hoàng, về nhà thờ phượng đàng hoàng, mặc dầu nghèo chứ có nghĩa với nhau lắm. Thì một thời gian cái ông này ông linh quá đi, đi đồng á thì ai cũng thấy ổng trơn. Rồi ổng cũng đi văn câu, đi đồng ổng cũng văn câu, gò này lại tới gò nọ đồ này kia ổng cũng đi văn câu văn đồ vậy. Nhưng mà ổng hiện hồn lên ổng làm, chứ không phải là ổng người thiệt nha cô bác. Ổng là thành quỷ rồi đó, ma mà. Thì tất nhiên người vợ thương quá không có sợ. Khi mà ổng đi rồi về đó, ổng đi văn câu văn lưới với người ta vậy đó, nhưng mà cái quả của ổng sau này ổng câu đâu ổng văn, ổng không có, ổng giả người đi văn vậy đó, nhưng mà ổng còn thương vợ ổng. Ổng đi thăm câu lén của người ta, bữa nào cái sàn nước của vợ ổng nó thấy mùa nước nước ngập, bỏ cái gọng mà cái gọng của ổng làm mà ổng gọng cá đó, bữa nào dưới gọng đó sáng đó, thì đổ ra cũng được 5-3 ký cá ở trên cô bác, cá lóc á, lóc cá chê thác lát cá chèn đủ thứ loại cá 4-5 ký, bữa nào đều chi ổng mắc cái quả đó. Ổng thành quỷ thành tinh rồi mà ổng còn thương vợ ổng tới lui. Ổng đi thăm câu lén của người ta, kêu bà ăn trộm đó, đem về đổ trong gọng đó đó, gọng đó sau sàn nước, sáng vợ đi ra thấy rằng bưng đi ra chợ bán. Thì có người bần cùng thì sanh đạo tặc của bác, bần cùng rồi biết mệnh gì được giờ. Mà mình đó thì hiện hồn, chứ đâu phải là người xác thịt, mà mần mà giúp vợ. Thôi bây giờ đi gỡ câu gỡ cá cho sao. Bữa đó ông thầy phù thủy đi ngang, cái bà vợ cũng suy nghĩ, tại sao mình không có đi văn câu gì hết, mà bữa nào sau nhà nước mình cũng có gọng cá 6-7 ký hết. Kêu ông thầy phù thủy lại coi, thì có gì ông đánh tay. Mạng số vợ ông đó rồi, chồng chị hồi đó chết nước, mà chết nhầm cái ngày linh giờ linh nè, thành ra không có đi đầu thai, chưa đi đầu thai được. Bây giờ tôi nói với chị như thế này, chị bây giờ nghèo quá mà tôi đâu có ăn tiền bạc gì chị, mà tôi nói chị tin tin thôi. Cá đó của chồng chị đem về đó, đem về đổ một gọng cho chị đi bán hàng ngày đó. Vì cái tình chồng vợ chết rồi, thành quỷ thành tinh rồi mà còn thương chị đó, nuôi chị đó. Bây giờ chị muốn cho chồng của chị đi đầu thai sớm đó, đừng mắc cái quả này đó. Thì khi đem cá gì đổ, hay là chị cứ đổ cá đi bán, chị giái đi. Chị nói kêu tên họ của chồng của chị đó, nói thôi đừng làm như vậy nữa, ráng niệm Phật đi tu hiền đi, đặng đầu thai lên kiếp khác, còn tôi tự lo được, đừng có lo cho tôi nữa. Nói vậy có thể ảnh nghe được, ảnh bỏ cái việc làm trái phép của ảnh, làm ăn tội của ảnh này đó, ảnh đi tu thì ảnh mau đi đầu thai. Cái chị này chị cũng thương chồng, thôi bây giờ chồng mình chết rồi, thôi mình than thỉ hãy xuống lần đổ cá, khi mà người chồng đi về đó cho thấy điều này kia đó, thì cũng khuyên lên thôi anh đừng làm như vậy, anh làm như vậy mắc cái quả. Mình không có xin người ta mà lại mình gỡ thì tất nhiên ăn trộm, cái đó là cái quả. Thôi em tự lo được. Nói đâu 1-2 đêm gì ông chồng thức tỉnh được,
ông chồng bỏ đó, không còn đem cá gì cho vợ nữa, rồi không về thăm vợ nữa, thì tất nhiên ổng lên núi ông tu. Đặng ổng đầu thai, bởi con người biết á thì nó mau lắm. Tại mình không chịu biết, chứ ai cũng biết hết. Tại không chịu biết mà không hành động theo thì nó u mê hoài như vậy thôi, chứ không có gì trơn á. Anh này ảnh biết rồi, ảnh biết cái đó mình nuôi vợ mình là cái quả rồi, thành ra ông bỏ làm đi tu thì ông đầu thai chứ có gì cô bác. Cái tội lỗi ông không gây nữa, ông trả hết cái tội lỗi đó rồi là ông đầu thai. Nhiều khi người còn quá tội thì con này con nọ hồi ít tội á, mình biết ăn năn lại mình cải hối á thì còn đầu đứng. Mà ví dụ như mình không chịu cải hối á cũng lên vậy, chứ đâu có cầm ai cầm cọng mình yếu chi. Nhưng mà lên đầu ngang đó, cũng đầu mà đầu ngang, tới đầu ngang rồi ngu khờ lắm, biết tu lâu lắm. Bởi vậy mình được rồi, mình làm cái gì có phước đức, mình làm gì cho ngay thẳng, đừng tham lam, tội lỗi mình cũng có. Cái đó là mình chữa đó, mình chữa ơn lấy mình đó, tốt hơn là cái người ta biểu mình làm mà mình làm rồi nó quên, còn tự mình làm nó nhớ hoài trong lương tâm. Làm như vậy Phật tức tâm, Phật chứng tại tâm mà, tâm tức Phật, lòng thành có Phật. Phật dụng mình là dụng cái tâm tốt của mình thôi. Mình sửa đổi cái tánh tình ở chòm xóm, anh em cô bác chòm ghiền mình ở cho đàng hoàng, đừng có cái gì mà léo lách, đừng có gì làm hại người ta, thì tất nhiên đó mình tu chứ có gì. Đầu thai cấp kỳ cô bác, không có gì hết trơn, không ở lâu thành quỷ ma gì đâu đâu. Thưa tôi nói á, cái ông này ông chết nhầm cái ngày, nhầm cái giờ đó. Cái giờ khôn vong, cái ngày khôn vong là cái vong của ông khôn lắm. Thành ra cái khôn mà nhưng mà không được đi đâu hết thì hiện hình lên, thì bây giờ ông làm hiền cỡ nào nữa, ông hiện hình lên ta nói ông quỷ đó, chứ không có nói gì hết trơn á. Chứ phải mà ông người thiệt mà đi thiệt á, người ta nói ông người. Còn ông mà không phải người, ông hiện hình lên cho người ta nó thấy như vậy đó, rồi ông muốn biến mất, ông biến mất thì tất nhiên nói ông quỷ đó, chứ đừng nói ông tài giỏi vậy đó, nói ông quỷ. Chứ nhưng mà người phàm này, hình xác mình phàm xác thịt này đó, làm như ông là không được. Bây giờ ngồi đây bị biến mất tôi biến không được, còn mấy ông biến được là mấy ông có cái căn rồi. Mấy ông thành quỷ kêu ông, mấy ông là quỷ ma rồi chứ. Mấy ông hơn đó, hơn cái người mà phàm, mà mình phàm xác thịt này đó mà không có chịu tu đó, là mấy ông hơn mấy người đó rồi đó. Còn mấy cái ông mà ta chịu tu, chịu niệm Phật, chịu làm ăn ngay lẽ thẳng đó, là mấy ông không lợi. Nhất phát là mấy ông là không lợi. Mấy ông phải một kiếp nữa lên kiếp người như mấy ông đó, rồi mấy ông làm như vậy nữa mới được. Còn ta kiếp một người ta đi trước à. Còn mấy ông nghĩa là bây giờ mấy ông giỏi vậy đó, biết quá đều được vậy đó, nhưng mà mấy ông thua, thua những người tu hiền trên trần gian này rõ ràng. Thưa quý vị, tôi nói cái ông này, ông thành ma thành tinh mà ông gì ông giúp đỡ cho vợ ông đó là có 100% rõ ràng. Vợ ông nghĩa là đi bán cá bình thường là cả một thời gian lâu, vợ ông mới khuyên ông đó là có 100% là vì ông miền trên này chứ không đâu. Nhưng tôi đã quên tên tuổi của ông, tôi quên, tôi không biết tên tuổi gì, tôi biết ông ở miền trên vậy đó thôi. Kính chào quý vị. Bố Út Di là chết cũng có ngày tốt, ngày xấu, ngày khôn vong hả bố? Có chứ, ngày khôn vong, ngày trong số đó ngày đủ ngày hết trơn mà. Bởi vậy nói tại sao người chết à, ông này ông sống khôn quá, ông chết ông không có gì cho hay gì hết trơn, là vì ông chết nhầm cái ngày là lưu liên. Ông chết rồi ông đi luôn à, ông không có trở về con cái, không có gì hết trơn, không có cho hay, không có gì hết, ông quên hết rồi. Chứ chúng cái ngày khôn vong còn nhớ lại gia đình, rồi lại là cái giờ nữa,
Bây giờ là giờ khôn vong cái nữa đó hen, là tất nhiên khôn lắm, biết sạch trơn, mặc dầu thành ma thành quỷ họ chưa đi được sai, nhưng mà biết trở về vợ con, trở về anh em cho anh em nó thấy.